Đây các bạn nhớ hôm qua Ngọc bị cái gai nó đâm vô. Trời ơi. Ngọc về Ngọc ráng gỡ ra các bạn. Các bạn coi nè. Trời ơi. Nó dài một cách khủng bố. Trời ơi, bây giờ nó sẽ đau cho vòng trong vòng mấy ngày luôn chứ không phải giỡn đâu. Nhỏ mà có vỏ ghê không các bạn. Ngọc phải dùng cái này nè. Khên nó có cái này nè. Nó rất là nhọn, bén, gấp ra. Kinh khủng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồi Hộp Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay bây giờ mẹ con của Ngọc cùng nhau tắm được các bạn ơi. Cái gì vậy? Rồi nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy cho cô chú coi đi. Làm gì vậy? Trời, trời, trời. Ghê chưa? Do the flip, do the flip. Làm cái flip, flip một cái cho cô chú coi coi. À, ok. Rồi đồ mặc áo phao vô hay gì. Ok chào mẹ, chúc bây mẹ giờ trước mặt mọi người đây là 1, 2, 3, 4 trái sầu riêng. Ngọc đi chợ châu Á gần nhà Ngọc á, cách nhà Ngọc khoảng nửa tiếng hồ á. Ngọc thấy hả, hay quá, người ta bán 4 trái sầu riêng Busan King, là sầu riêng vua sầu riêng của Thái Lan á các bạn. Mà hả, 4 trái nhỏ nhỏ xíu và thấy cưng dữ lắm. Ngọc thấy trời, cái này ăn như vậy là quá gọn nè. Xong rồi cái Ngọc mua về. Cái gì con? Chờ chút mẹ ra xong rồi mọi người coi nè. Cái trái này nó nhẹ lắm. Cái trái này cỡ khoảng, đây nè các bạn, nó ghi là product of Malaysia nè. Cái này khoảng nửa ký à. Nửa ký hả? Đúng 1 ký gì hả? Đúng 1 người ăn nè. Rồi ok, bây giờ Ngọc sẽ mở ra hết. Và cái điều quan trọng là hôm nay mình sẽ nổi lên bền ở dưới cái hồ bơi và mình ăn sầu riêng nha. Thank you.
cô đưa nào ăn sầu riêng. À, sao sao ăn cô đưa nào ăn sầu riêng không ta? Hả? Ok. Mặc đồ vest, mặc mặc cái áo phao vô ăn rồi xuống ăn sầu riêng. Đi, đứng lên. Này. Mới vừa có mua xong các bạn lên trời đó hơi bị tối. Hai. Vui không bà? Vui hả? Vui mà sao? Vui ta sao? Đọc đây nè, vô. Ok, 1, 2, 3. Ok. Rồi bây giờ nhảy xuống. Ok, có đứa nào ăn sầu riêng không? Chơi. Bữa nay chơi cái này ăn sầu riêng ở trên sông luôn nha. Không biết cái cảnh này á, cái cảnh này thì nó không đẹp bằng cảnh này. This way is better so everyone can see the grass. Đây nè, đằng đây mới đẹp hơn nè, đằng này mọi người có thể thấy. Is it bright đó? Yeah, it's just as bright. Rồi, ok. Bây giờ mời mọi người chơi đi, lại đi, thumbnail picture, take thumbnail picture. I can't. Đây, nắm tay. Rồi. Rồi, ôm vô, thumbnail picture với mẹ. 1, 2, 3. Jay's not looking. Trái này rồi, ok. Bây giờ Ngọc sẽ khui trái sầu riêng, cái trái nè, nãy vừa ấy ra, mở ra, cái này nó nứt ra luôn nè. Giờ mọi người cùng xem nha. Ok baby, closer for everyone to see it. Ủa? There's nothing. Very uneventful. Chay ơi, chay, ồn quá chay. Ok, I see it. You're floating, that's so awesome. Đây nè, cái này là được cái một muối ngay chỗ này nha các bạn. Tiếp theo, để Ngọc coi. Cái này có lý à. Hai muối nè các bạn nè. Wow. 1, 2. Các bạn thấy chưa? Tiếp tục theo cái này nè. Cái này chắc được có 3 muối. Trời ơi, cái trái sầu riêng này đúng 3 muối luôn. Rất là tiện lợi khi mà mình, nếu mà mình đang muốn ăn một mình á, cái mình mua cái trái nhỏ nhỏ này về. Ừ. Mình mua cái trái nhỏ nhỏ này về. Còn cái này để đây đi. Úi, đừng. Đừng làm mạnh quá là nước nó vô. Ok. Tiếp theo. Cô trái tiếp này. Cái này chắc nửa ký nè, đến tới 1 ký nữa. Dễ lắm các bạn coi Ngọc à. Bỏ vô một cái là nó ra liền, tại vì nó chín hết rồi đó. Ok. Baby già lật. Lật. Nè các bạn ơi nè. Thấy chưa? Bỏ vô một cái là ra liền, thấy không? Nứt hết luôn. Này nữa nè. Ờ, biết trái sầu riêng nó có chín, nó có ngon hay không là do. Cái nào? Con muốn bỏ cái đó ra hả? Thôi. Đeo vô đi để bơi đi ăn sầu riêng với mẹ. Oh, wow. Cái này nó bị bền bồng quá, cái Ngọc quá. Quá làm. Thấy chưa? 1 2 3 4 trái này được 4 muối. 4. Ồ, 4 5 muối, trái này được 5 muối. Rồi giờ ăn muối đi chay. No. Không ăn hả? Ok đi. Chờ chút để Ngọc mở tiếp theo nha. Mở trái tiếp theo nha. Mở ra một lần xem, lỡ mà ăn không hết á là mình bỏ vô ngăn đá tủ lạnh. Chứ còn để vô đây hoài mà không có ấy thì nó. Oh, các bạn. They must be really sweet ones because they're stinky. Quá trời đã luôn rồi mọi người. Trong đây có muối luôn nè. Thấy không? Đây. Chưa, để mẹ lột sầu riêng cho cô chú coi đã. Wow. Ok, trái cuối cùng. Last one. Bán cho em ạ. Mẹ ăn hết sầu riêng luôn. But what do you say? You love sầu riêng? She says she don't, mommy don't eat a lot. Lay back. Cái đầu ha, cái đầu nó đụng vô cái sầu riêng, trái sầu riêng. JD's lay back. Here, can you back away a little bit? Okay. Too close. There you go. Now I can see the whole platter. Lên bồng, lên bồng, lên bên.
Ồ, cái trái cuối cùng nó có nhiều sầu riêng hơn. Ok. Các bạn thấy cái gì con? Rồi ok, con muốn bạn là đây. Con nói đi, con nói đi. Còn bây giờ mày làm bộ mày nói ai sầu riêng không? Cái cùng kêu sầu riêng nha. Ai sầu riêng không? Dạ. Ai ăn sầu riêng không? Trời ơi trời, tấn công sầu riêng một cách mạnh bạo. Con lên đó đi mẹ bán cho. Con nói đi cô ơi, bán sầu riêng. Nói đi cô ơi, bán sầu riêng. Cô ơi, bán sầu riêng. Say it again. Cô muốn bán sầu riêng. Ok, bán sầu riêng đây. Ăn đây. Ăn sầu riêng đi. Nhai, nhai vô, nhai vô. Ngon không? Cô ơi, bán sầu riêng. Rồi, ok. Miếng sầu riêng tiếp đầu tiên nha. Ôi trời, nó mềm quá các bạn ơi. Mời mọi người sầu riêng nha. Béo. Mommy, can you clean this off? Rồi. Nó béo mà nó mềm mà nó ngọt. Lát để lại rất. Có cây để giỏ đây. Đó là trái đầu tiên. Bây giờ Ngọc sẽ thử cái trái thứ hai. Ăn thử mỗi trái xem nó khác nhau chỗ nào. Cái này các bạn thấy cái màu nó không vàng mà lại ha. Mấy trái này Ngọc mua với giá bao nhiêu tiền hả? Mấy cái trái này Ngọc mua với giá 100 đô. Chú 4 trái 100 đô là 2.3 triệu. Giờ trái tiếp theo nha mọi người. What's this? Cái này á thì có sao ta? No, my friend is in the water. It's okay. Không sao. Đúng rồi, chọc con ta lễ phép đi chứ. Bắn nước mẹ mình á, cái nó con số đi mẹ con. It was just almost a shooting gun. Ồ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, cái này nó đắng nó nhẫn. Đắng và nhẫn, đúng rồi. It rains on my eyes. It is raining. Ok, bây giờ tiếp theo tới cái muối này đi. Muối này nha. Đúng rồi, cái trái này trắng nhẫn dễ sợ luôn á. Cái trái này với trái thứ nhất giống nhau, tại vì nó vàng giống nhau. Cái vị nó cũng béo rồi này kia giống nhau. Kick back. Con tự động bơi lại đây. Đừng có đạp trúng sầu riêng của mẹ nha. Ăn ăn miếng không? Cắn miếng không? Cắn miếng. Cắn miếng. Ai sầu riêng không? Ai sầu riêng không? Dạ. Muốn sầu riêng hả? Ngon quá. Mami, cái hạt gì không? Nữa không? Is it good? Đúng rồi, ngon lắm, ai sầu riêng ngon mà. Má mẹ. Má mẹ. Mà thôi. Quá đã các bạn ơi. Cái trái này hồi nãy giờ Ngọc chưa đụng tới con. Ờ đúng rồi, cái trái này Ngọc chưa đụng tới nè. Nghĩ vậy. Bạn con cái muối này nè. Con muối này nè. Thấy không? Call me in the morning. Dậy. I swim by the way over here. Cái này cũng nhẫn nhẫn. Đáng nhẫn nhẫn.
Mommy in the morning. Mommy in the morning. Tối là hai mẹ con mở karaoke lên hát karaoke mà còn nó dành nó hát không cô chú. Nó hát hết bản này cái bản kia nó không cho tôi hát. Thấy hát cũng được lắm nghe, cũng có giọng cũng có khiếu lắm à. Rồi sau này cô chú sẽ được thưởng thức những bài hát do ca sĩ Chay Tâm trình bày. Ô hay quá. Lạnh lạnh. Mày coi à. Mọi người coi hai bút sầu riêng rồi nè. Đây đừng đừng khoan nha, khoan nha. Rồi để mày coi coi đừng có nhảy thôi. Ui trời ơi hay quá. Bây giờ hốt hốt hai cái muối bự này đi. Hốt hai cái muối bự này. Ui các bạn ơi. Không. Mời mọi người nha. Con đi ơi quá. Con đi ơi đi. Con đi ơi đi. Hai hai hai. Cái hộp của nó cực kỳ lép luôn các bạn ơi. Cơm đó nè, các bạn cô cơm nè. Chịu đời gì nổi. Chịu đời gì nổi mấy bạn cơm này. Quá ngon các bạn. Quá ngon. Lại 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 chim nhảy các bạn. Nhảy các bạn. Ừ nhảy xuống. Chạy nó chút mày sao chút mày lấy. You think you can grab it and swim to the side? Or is it too deep? Wow. Các bạn. Có cái hộp mà. Oh. Tưởng tượng chuẩn bị nha. Ui, đất ơi, có con cháy này rồi. Đã nói nó bao nhiêu lần rồi. Các bạn coi này nha. Chuẩn bị vài ngày sau các bạn sẽ thấy trên mặt Ngọc toàn kim cương một sàn không. Ngọc là chuẩn bị vài ngày sau này là cho Ngọc là kim cương một sàn Ngọc bao hết. Cục. Đây nè cái muối này nè. Ui sao cái muối này còn hơn cái muối nãy nữa. Được nha. Mẹ không có muốn con nhảy nữa. Con nhảy là hơi ướt ướt sầu riêng của mẹ. Rồi mẹ thấy rồi. He's my diva. Look how good that's look. Oh nè. Lộn mèo luôn. So chơi đi baby. Ôi trời, con làm giống xíu vậy. Ôi trời ơi xíu. Ôi hay ghê không. Quá xíu luôn. Bây giờ tới qua tới góc này. Bơi qua tới góc này. Đây là một góc khác của ngôi nhà. Nữa hả? Ok, ra đi. Wow, dữ à, cái này dữ à. Dữ à, coi vô. Ok. Rồi, giờ bây giờ lên nãy giờ đứng mỏi rồi mệt rồi, lại đi ngồi. À, lại đây ngồi. Đấy, ở đằng đây nó có cái bậc thang. Không. Ăn xong muối này là nghỉ hết nha. À, nãy giờ tính ra là Ngọc ăn được một trái luôn các bạn. Nãy giờ tính ra là đã được một trái. Are you okay? Ok đã đi. Miếng cuối nha mọi người nha. Miếng cuối nha. Con. Một con. Con đã đã không? Đã là thấy ốc rồi. Điều đế. Rồi bây giờ nè, con Ngọc bỏ đây ra nè. Rất là tiện lợi luôn. Very convenient. Wow, bỏ này nha. Wow. Rửa tay. Chị nãy chưa?
It's so sad. Turn on the shower, baby. Twist the white knob. No. I thought you were getting the vest, baby. Yeah. Hi. Hi. Nhảy cho chay nhảy nè, đi lên đây, nhảy cho nhảy nè. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng cái video clip này sẽ làm cho mọi người giải trí thư giãn. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.